Sáng ngày 9 tháng 6, ông Lê Minh Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, đang làm rõ việc chồng đâm vợ rồi nhảy sông, nghi tự tử. Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 6, sau khi đi uống rượu về, giữa Lê Đình Sửu, 44 tuổi và vợ 33 tuổi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Sửu dùng dao đâm khiến vợ gục ngã dưới sàn nhà. Sau khi đâm vợ, Sửu mang theo một can xăng sang nhà hàng xóm châm lửa đốt, nhưng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Ngay sau đó, Sửu chạy xe máy ra sông Đào và nhảy xuống sông. Người vợ được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn Sửu chưa được tìm thấy. Ngày 9 tháng 6, ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, công an xã mới chỉ xác định được 8 em học sinh đánh đập cháu V, lớp 9C, trường trung học cơ sở Hương Thủy. Lý do xác minh chậm, theo ông Thuấn là do nhà trường báo cáo chậm, không đầy đủ. Các cháu phải hoàn thành xong kỳ thi vào lớp 10. Cùng đó, cháu V phải nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Về sự việc 2 tháng trước có em H cùng lớp 9C bị 6 bạn hành hung mà hiệu trưởng bỏ qua và hạ hạnh kiểm em H, không truy cứu 6 em tham gia đánh bạn. Ông Thuấn nói sẽ yêu cầu trường báo cáo chi tiết, đầy đủ để có hướng xử lý. Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, ông đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền xã Hưng Thủy, ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C trường trung học cơ sở Hưng Thủy. Ngày 9 tháng 6, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, cùng xe ô tô cho công an phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 6, tổ công tác đội cảnh sát giao thông Bình Triệu làm nhiệm vụ tại giao lộ vòng xoay Linh Xuân, thành phố Thủ Đức thì phát hiện xe ô tô do Chiến điều khiển đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên chặn lại kiểm tra. Qua xác minh, công an xác định xe trên được Chiến thuê của ông B từ ngày 8 tháng 5 năm 2023 đến nay. Dù ông B nhiều lần liên lạc yêu cầu trả xe nhưng Chiến không hợp tác. Tại cơ quan công an, Chiến khai là đối tượng có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quảng Ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tối ngày 8 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị nhận tin báo của 5 gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh và tại tỉnh Đắk Lắk về việc con em của họ có dấu hiệu bị lừa đưa đi lao động, sau đó bị khống chế đe dọa, ngược đãi, đánh đập tại một casino của người nước ngoài làm chủ thuộc đặc khu kinh tế Bò Kẹo, Lào. Trong số 5 nạn nhân được giải cứu thành công, gồm có 4 nam trú tại địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và 1 nữ trú tại địa bàn huyện Emorac, tỉnh Đắk Lắk. Các nạn nhân được giải cứu hiện sức khỏe tinh thần đã tương đối ổn định và đang chờ các lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để bàn giao cho gia đình trong thời gian sớm nhất. Chiều tối ngày 8 tháng 6, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 6 trường hợp ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn nấm rừng. Các nạn nhân đều ngụ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, gồm Trần Thanh Hồng, 31 tuổi, Hồ Thị Kim Thoa, 35 tuổi, Ngô Quốc Bảo, 42 tuổi, Nguyễn Phi Long, 28 tuổi, Nguyễn Chí Tâm, 26 tuổi và Trần Văn Gặp, 64 tuổi. Trước đó, ngày 6 tháng 6, các nạn nhân đã vào rừng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu hái nấm trứng gà, trứng ngỗng, trong đó có cả loại nấm có màu đen xám, không rõ chủng loại, rồi chế biến cho gia đình, bạn bè cùng ăn. Đến khoảng 1 giờ ngày 7 tháng 6, các trường hợp trên nôn ói, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy nhiều lần, nên gia đình đưa vào trung tâm y tế huyện cấp cứu. Hiện sức khỏe 6 người đã ổn định, trong đó có 2 người được cho về nhà theo dõi. Ngày 9 tháng 6, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện vừa hội chẩn từ xa với khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cứu sống một bệnh nhi tay chân miệng nguy kịch độ 4 do Enterovirus 71, gọi tắt là EV71. Theo đó, bệnh nhi nữ, 23 tháng tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, nhập viện vì sốt cao kèm giật mình chới với. Sau nhập viện 2 giờ, bệnh nhi diễn tiến nặng sang độ 3 với giật mình nhiều, mạch nhanh và tăng huyết áp.
Các bác sĩ khoa nhi lập tức hội chẩn từ xa với Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 1 để chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên tình trạng bệnh nhi rất nặng, phải chuyển viện không an toàn nên đã hội chẩn từ xa, hướng dẫn cách xử trí và tiến hành kỹ thuật lọc máu cấp cứu cho bệnh nhi. Đây là kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nhi đã được khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 1 chuyển giao cho các bác sĩ khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Sau hơn 2 tuần điều trị, bệnh nhi đã xuất viện khỏe mạnh, không di chứng thần kinh. Năm 2014, Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành và Ủy ban Nhân dân xã Hành Tín Đông, Quảng Ngãi vận động 48 hộ dân từ các vùng sạt lở ven sông, vùng trũng ngập sâu tại xã Hành Tín Đông về khu tái định cư thôn Nhân Lộc 1 để ổn định cuộc sống. Khu tái định cư có diện tích hơn 2 hectare do Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành bàn giao cho địa phương để vận động người dân về sinh sống, về nơi tái định cư mới, mỗi hộ dân được cấp diện tích đất 300m² và hỗ trợ tiền để làm nhà ở. Mặc dù đã ổn định cuộc sống, nhưng đến nay, 48 hộ dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Ông Trịnh B, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Tín Đông cho biết, địa phương nhiều lần kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành qua các cuộc tiếp xúc cử tri, hợp dân, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong cấp sổ đỏ cho 48 hộ dân khu tái định cư.